Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức JP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta ôn tập phần cuối của chương 2. Chúng ta sẽ đi sửa các cái bài tập sau đây. Câu số 11. Lớp bạn Nai dự định gấp 100 hộp đựng quà tặng cho các bạn đó. Mà hộp đựng quà này có dạng là hình chóp tam giác đều, có tất cả các mặt đều là hình tam giác đều cạnh 5 cm, để đựng các món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. Cho biết chiều cao mỗi mặt là bằng 4,3 cm, tính diện tích giấy cần để làm hộp. Biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mép giấy và các thành phần giấy bỏ đi. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải đi tính cái diện tích cần dán cho mỗi cái hộp đựng quà dán hình chóp tam giác đều mà có tất cả các cạnh bằng nhau đều bằng 5. Sau đó chúng ta sẽ đi tính cái lượng giấy để dán 100 hộp. Sau khi chúng ta tính xong rồi thì chúng ta phải tính thêm cái lượng giấy dán 100 hộp hao phí 20% nữa. Thì đó chính là cái lượng giấy mà lớp bạn Nai dự định phải có để mà làm ra 100 hộp như vậy. Thì bây giờ trước hết chúng ta vẽ hình. Chúng ta vẽ hình này là giống như thầy ôn tập cho các em. Một hình chóp và tam giác đều, nhưng mà hình chóp này có rất đặc biệt, tất cả các cạnh này bằng nhau hết. Tức là tam giác nào cũng là tam giác đều. Thầy xoay trong không gian để các em quan sát một tí. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống, đấy là tam giác đều, mặt nào cũng tam giác đều hết. Các em nhìn nghiêng lại này thì các em thấy cái mặt bên cũng là tam giác đều được. Các em đó, mặt bên cũng tam giác đều. Thì bây giờ việc đầu tiên là chúng ta đi tính cái diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều này, để chúng ta tính cái lượng giấy cần dán cho mỗi hộp. Bây giờ chúng ta sẽ điền cả cái số liệu vào. Hình chóp tam giác đều này có tất cả các mặt đều là tam giác đều cạnh bằng 5. Như vậy cạnh nào cũng bằng 5 cả. Thì cạnh bằng 5 thì chẳng hạn cạnh này cũng 5, cạnh này cũng 5, cạnh này cũng 5, cạnh này cũng 5, cạnh này cũng 5 cm. Chiều cao của mỗi mặt, mặt bên cũng như mặt đáy em này, đều bằng 4,3. Như vậy là chúng ta biết được những cái kích thước thì chúng ta sẽ tính được diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều là hình chóp này thì bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy, đúng không, là công thức. Nhưng bởi vì bốn mặt này đều là tam giác đều bằng nhau, cho nên chúng ta tính diện tích của một mặt chúng ta nhân với 4. 4 nhân với diện tích của một mặt đấy cả. Diện tích của tam giác thì bằng một nửa đường cao nhân đáy, bằng 5 x 4,3. Chỗ này chúng ta nhận được 4 chia cho 2 thì được 2, 2 x 5 là 10, 10 x 4,3 là giờ giờ phẩy sang bên trái một chữ số, chúng ta được 43 cm². Như vậy đó là diện tích toàn phần giấy để dán mỗi hộp được em mình cho tầm giá. Bây giờ lớp bạn Na là dự định gấp 100 hộp thì chúng ta phải nhân với 100, đúng không? Diện tích giấy cần làm 100 hộp chưa kể hao phí thì chúng ta lấy 43 này chúng ta nhân với 100 và chúng ta được là 4.300 cm². Chúng ta thêm 2 chữ số 0 sau số 3 nữa. Như vậy cái lượng giấy là 4.300 cm² là để dán 100 hộp kém nha, chưa kể hao phí. Bây giờ hao phí 20% có nghĩa là ngoài cái 4.300 này mình phải cộng thêm 20% của cái 4.300 này nữa. Thì đó là cái lượng giấy mà lớp bạn Na cần phải có đó các em. Thì bây giờ chúng ta tính như sau. Diện tích giấy là 100 hộp kể cả hao phí thì chúng ta làm gộp phải tính như thế này này.
Đúng ra chúng ta lấy là 4.300, chúng ta cộng với 4.300 nhân với 20%. Tuy nhiên chúng ta viết gộp như thế này, chúng ta viết 4.300 thừa số cho 1 cộng 20%. Phép tính này chúng ta thực hiện trên máy tính các em. Chúng ta lấy 4.300, chúng ta mở ngoặc, đóng ngoặc, chúng ta đưa vào trong ngoặc, chúng ta lấy 1 cộng với 20%, chỉ phần trăm các em, bằng các em được 5.160. Đây là một cách tính này. Cách tính thứ hai các em có thể tính phép tính rơi cũng được, như thế này này. Các em lấy 4.300, 4.300 cm vuông là cái lượng giấy dán chưa kể hao phí. Bây giờ dán hao phí 20%, 20% là 20% của cái 4.300, cho nên mình phải cộng tiếp. 20% của 4.300 tức là 20%, 20%. Chúng ta nhân với 4.300, chúng ta nhận ra chúng ta cũng được kết quả là 5.160. Thì tùy các em viết, nhưng mà thầy viết gộp để các em hiểu và tính cho nó nhanh. Như vậy là bằng 5.160 cm vuông. Vậy thì bằng lớp bằng A, lớp các em nhé, cần là 5.160 cm vuông để làm 100 hộp đường quang. Như vậy là chúng ta kết thúc. Nếu người ta nói rằng là cái lượng giấy dán mép và cái lượng giấy vụn không đáng kể, thì chúng ta chỉ tính cái số đúng thế này thôi các em này. Hôm trước thầy nói với các em là khi nào dán giấy cũng phải có cái hao phí. Hao phí là dán mép giấy thì nó phải tốn giấy dán mép, đúng không? Rồi giấy mình phải cắt nó dư thừa thì gọi là hao phí được em. Các em lưu ý phép tính này thì nhá. Thì bây giờ chúng ta sang cái bài tập tiếp theo. Bài tập 12, các em quan sát cái bài tập 12 ở trong hình nha. Thầy xoay hình thì các em quan sát tí này. Tức là lúc đầu người ta có một cái bể người ta đựng nước. Các em thấy bể đựng nước chưa? Có chiều cao của mặt nước so với cái đáy trên này này, so với cái nắp trên đó, cái thanh bên trên này này là 15 cm. Bây giờ người ta để vào trong này một cái hình chóp tứ giác đều, thì lượng nước nó dâng lên. Thì người ta hỏi là thế khi đó là cái mặt nước nó cách cái thanh bể ở phía trên này là bao nhiêu cm. Các em nhìn trên màn hình thầy nói qua để các em hình dung một tí. Các em hình dung với nha. Thì bây giờ thầy đọc lại đề này. Một bể kính hình hộp chữ nhật chứa nước có đáy là 50 và 40 cm. Thầy nghiêng lại để các em thấy có một chiều 50 và chiều 40 thì nó gần như tương đồng, thì nó chiều 50 chiều 40 đó. Và khoảng cách từ mực nước tới miệng là 15. Đấy, 15 cm này, thầy ghi 15 thôi. Người ta dự định đặt vào bể một khối đá hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 20 và chiều cao 15. Hình chóp tứ giác đều các em nhé, tức là đáy là hình vuông này, chóp tứ giác đều như vậy, có cạnh đáy bằng 20 cm và chiều cao bằng 15 cm. Khi đó khoảng cách mực nước tới miệng bể là bao nhiêu? Đây, câu hỏi này. Biết rằng sau khi đặt khối đá vào, nước ngập khối đá và không tràn ra ngoài, tức là như cái hình này. Thầy nghiêng cho các em thấy rằng là nước nó ngập với các em này, ngập cái khối đá trong đó, nước ngập khối đá trong. Đây, như vậy là các em thấy có cái độ chênh lệch như thế này các em này. Thầy nghiêng thầy đưa vào các em thấy độ chênh lệch này. Đó, cái độ chênh lệch này. Thầy nghiêng hình lại. Đó. Nước lúc đầu này là ngang đây thôi. Ngang đây. Sau khi đổ nước vào thì nó dâng lên. Cái khoảng dâng này là cái gì các em nhỉ? Cái khoảng dâng nước lên này chính là đúng bằng cái thể tích của cái hình chóp trong này các em này. Chúng ta lấy hình chóp ra thì cái mực nước nó là xuống vị trí
thấp này, chúng ta bỏ giọt này vào thì mực nước nó sẽ dâng lên. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để mà tính, vấn đề cơ bản làm sao để mà tính. Bây giờ các em mà thử suy nghĩ tính như thế nào nào. Bây giờ chúng ta phải tính cái thể tích phần trống này, đúng không? Chúng ta phải tính cái thể tích phần trống này là bao nhiêu. Sau đó chúng ta thả, bỏ cái khối đá này vào thì nước nó sẽ dâng lên, nó chiếm cái phần trống. Nước nó dâng lên, nó chiếm cái phần trống một phần nào đó. Thì đó chính là bằng cái thể tích của cái khối đá này đấy các em. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm cái gì cái đã? Đầu tiên chúng ta đi tính cái thể tích của cái khối trống trên này cái đã. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính thể tích phần không chứa nước là phần trên này các em này. Có chiều cao 15 cm. Thể tích hình hộp như các em biết rằng là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Đáy của cái phần không chứa nước này thì cũng bằng đáy của cái phần chứa nước thôi. Bằng 50 × 40 × 15 nhân với chiều cao đó. 50 × 40 × 15 là được bao nhiêu các em? 50 × 4 = 20 này. 20.000 các em nè. 20.000 mà nhân với 15 là chúng ta được là bao nhiêu các em nhỉ? Được 30.000 cm khối. Bây giờ chúng ta tính cái thể tích của cái khối đá hình chóp tứ giác đều. Các em lưu ý là hình chóp tứ giác đều á là đáy là một hình vuông. Cạnh 20 có chiều cao người ta cho 15. Như vậy chúng ta tính được thể tích đúng không nào? Thể tích khối chóp tứ giác đều cũng là thể tích nước dâng lên so với ban đầu cả. Thế thì chúng ta tính thể tích của hình chóp này sẽ bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Bằng 1/3 diện tích đáy là bằng 20 bình phương nhân 15. Chúng ta tính được 2.000. Thế tính thì rất đơn giản, 20 bình phương chúng ta được 400. 400 chúng ta lấy 15 chia cho 3 được 5. 400 nhân 5 chúng ta được 2.000 cm khối. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta tính cái chiều cao nước dâng lên đúng bằng cái thể tích của cái khối đá bỏ vào đấy các em này. Và thể tích của khối đá bỏ vào là được 2.000 cm khối. Thì chính là thể tích của nước dâng lên. Mà thể tích của nước dâng lên là 2.000 cm khối. Mà trong đó chúng ta biết diện tích đáy thì chúng ta sẽ tính được chiều cao. Chúng ta sẽ dựa vào công thức để chúng ta tính. Chiều cao của nước dâng lên á, các em biết rằng là chiều cao hạt ra bằng thể tích mà chia diện tích đáy. Vì sao như vậy? Đây là thể tích chóp này, là thể tích nước dâng lên đấy các em này. Mà chia cho diện tích đáy là diện tích của hình hộp thì ra chiều cao. Vì sao như vậy? Vì thể tích hình hộp thì bằng chiều cao nhân đáy. Thì khi đó chiều cao thì bằng thể tích mà chia cho đáy, chia cho diện tích đáy. Chúng ta thay vào, thể tích của nước dâng lên là 2.000 chia cho diện tích đáy là 40 × 50 cũng là 2.000. 2.000 chia cho 2.000 là được 1 cm. Như vậy là nước dâng cao được 1 cm. Thì như vậy là nó cách thành bể nó bao nhiêu các em? Lúc đầu là 15, bây giờ nó nâng lên được 1 cm thì nó chỉ cách mặt bể là 14 cm nữa thôi, tức là 15 trừ cho 1 còn 14. Cái khoảng cách từ miệng bể mà đến mực nước dâng sẽ là 15 trừ cho 1 thì bằng 14 cm. Như vậy là chúng ta kết thúc. Như vậy là thầy sửa cho các em một số bài cơ bản trong cái bài tập ôn chương, thì các em về nhà xem lại để chúng ta hiểu những cái bài này kỹ càng hơn. Hôm sau chúng ta tiếp tục học sang chương 3, hình học phạm. Trong chương 3 này thì chúng ta sẽ học định lý Pythagore, các loại tứ giác thường gặp. Và bài 1 là chúng ta học định lý Pythagore. Để nắm được bài thì các em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi bài học. Cuối cùng thì chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.